đây là điện tử hô sinh này, cái máy này, để mọi người cách chỉnh điện tử hô sinh này. Đây bật máy lên này, muốn vào các chương trình này, ở đây có biểu tượng B và S này, đây là kim này, cái gì này, cắm kim lên kim này, thì ta mở lên có nổi đèn xanh này. Đấy, đây biểu tượng A B C D để chọn các chương trình này. Bấm B này, muốn chỉnh tốc độ thì đây có hai mục B và S này, B này, đấy, 00 số 1 này là chỉnh tốc độ này, bấm mét để vào chọn tham, tốc độ đang để 3500 này, muốn chỉnh nhanh này, A B C D đây là lần lượt là để chỉnh lên xuống từng tham số này, chỉnh lên 4 đến 5000 này, khi OK ta bấm S để lưu này, đấy. Bây giờ máy là đang lên 5000 này. Các bạn muốn chỉnh quay ngược quay xuôi này, chỉnh lên bốn sáu này, bấm S này, lưu máy đã quay ngược này, quay ngược xuôi của cái dòng hô sinh hộp dài này là 46 nhá, đây B 46 và B 46 nhá, và mét CC này, đây chuyển đổi lại và mét đấy là quay ngược quay xuôi này. Các bạn muốn chỉnh quận hút chân vịt nâng nâu chậm này, độ thời gian nâng nâu chậm này, nhưng mà BS luôn thì chỉ được đến 46 thôi, phải giữ tay vào nút B này, sau đó bật nguồn này, nắn lên 47 này, ta sẽ chỉnh lên này, các bạn chỉnh lên 65 nhá, bấm S này. Đây, thời gian là đang là 35 này, nếu mà chỉnh xuống thấp này chẳng hạn như 10 hoặc 5 ấy, ít này 10 bấm new thì thời gian các bạn nhấc chân vịt nó chỉ là 10 giây, khi đó nó tự động nó hạ xuống, nó sẽ không nhấc chân vịt được lâu. Khắc phục bằng nhiều máy mà mình reset là nó sẽ bị xuống thấp, các bạn phải chỉnh vào 65 này, tăng cái này lên 35 hoặc 40 gì đấy, ở tan lưu nhiều máy mà không dùng công tắc an toàn cắt chỉ sẽ là chỉnh lên 75. Bấm hết new đấy. Bây giờ tôi đang mở tắt đi thì là máy sẽ không chạy này. Bình thường khi không chạy máy là ở công tắc an toàn, bình thường máy sẽ bị không chạy này. Các bạn vào mục 75 mà chỉnh nhá. 75 bây giờ đang không chạy đây. Nếu mà bị máy không chạy này, máy đứng yên mà không báo lỗi này. Đấy, mà công tắc an toàn là ở công tắc an toàn này, vào 75 này. Đây là nâu là không dùng, không dùng nhưng mà máy đang dùng sẽ bị không chạy này, hoặc công tắc an toàn hỏng thì phải bấm không dùng mới được. Đây bấm này, đấy máy sẽ chạy này. Còn khóa tốc độ ở bên trong nữa này, mô 18 này là tắt định tâm này, nó không dùng định tâm hoặc là đầu dò này, mà nhiều nơi thì gọi là đầu dò này, nơi thì gọi định tâm này, là 118 này. Đây, mở lên một cái là dùng, cái nó không dùng nào.
21. Một hai một hộp điện tử dài này sẽ là khóa tốc độ bên trong này. Bây giờ để tốc độ bên trong này chẳng hạn như là mình để 2000 lưu, thì khi cái tốc độ bên ngoài mình có chạy chỉnh nhanh thì nó vẫn không nhanh máy này, nó chỉ ở tốc độ 2000 thôi này, nó sẽ không nhanh được này. Đấy, mặc dù bên ngoài mình chỉnh số 1 đi, mình chỉnh rất nhanh, nhưng mình khóa ở 122 này thì máy sẽ chậm này. Nhiều công nhân đòi hỏi chạy nhanh ý, chúng ta bấm nhanh ở số 1 thôi, còn 122 ta bấm chậm thì máy sẽ không nhanh. Đây, 122 này. Muốn nhanh thì chúng ta phải tăng nhanh ở đây lên này. Nhưng chính vì ở bên trong là 122 này. Hộp dài này là 122 này. Mấy cái hộp vuông của hộ sinh ấy lại khác nhau, nó có cái thì khác, nhưng mà riêng này cái này. Đây, 122 này. Chẳng hạn như ta để 1000 đây. Máy chạy chậm này, ta chỉnh lên này. Rồi, mặc dù ở bên ngoài số 1 này, số 1 5000 này, nhưng máy chạy rất chậm này, ta chỉnh lên. Kể cả bên số 1 là tốc độ đầu tiên bên ngoài đấy, ta có chỉnh nhanh 8000 thì máy vẫn chỉ là 1000 ở bên trong thôi, mình đã khóa này rồi mà. Rồi, thế là tốc độ khóa bên trong là 122 này, mọi người để ý là 122 khóa tốc độ bên trong này. Muốn nhanh thì tốc độ bên trong mình phải tăng lên. Mấy điều này, đặc biệt khi ta tắt định tâm thì nếu không máy sẽ báo lỗi E07. Tất cả các cái này nếu mà sai này, hết là lưu. Mình sẽ dạy mọi người cách reset cái hộp hô sinh này này. Tắt máy đi này, đợi cho màn hình hết đi này, hết điện ở máy đi. Ta nhấn hai nút A và B giữ liền một nút này, đồng thời bật máy lên này. Giữ đó, chúng ta giữ cho bây giờ máy đã loát xong này. Đây đã là reset xong hộp vô sinh này. Rất đơn giản là giữ hai nút AB là và bật nguồn là ok này. Còn muốn vào các chương trình bên trong, bình thường vào B bấm B chỉ được lên được một, muốn vào sâu hơn ta nhấn B này, muốn vào sâu hơn này, muốn vào sâu các chương trình ta nhấn B, tắt nguồn đi, nhấn B và đồng thời bật nguồn này. Chỉ sâu ở bên trong này, vô sinh này có rất nhiều chức năng này. Bình thường chỉ lên được 46, 47 này, ta giữ này, lên 47 luôn này, đấy, là lên bên trong này. Tắt đi này. Còn muốn lên nhiều hơn này, giữ B và S đồng thời bật nguồn này. Mọi người nhìn này, đợi cho hết đi, nhấn B và S này, đồng thời bật nguồn này. Máy chưa hết điện. Cái này ít. Mọi người chưa để ý đây, cầm kim lên kim này. Các cái này dùng cho một kim này. Nhấn B bật nguồn thì sẽ vào được trong này. Còn không nhấn B rồi chỉnh không thì chỉ lên được 46 thôi. Và cái riêng cái hộp này 46 là quay ngược quay xuôi này. Reset thì giữ AB xong rồi bật nguồn này, đợi hết điện này. Đợi hết điện này. Giữ AB này. Bật nguồn này. Giữ tay để cho loát này. Ok, đây đã reset xong này.
mọi người chỉ cần nhớ giữ hai nút AB là hai nút cạnh của nút S này ra này, đồng thời mở nguồn lên là sẽ reset được cái hộp này này. Hộp này chỉ có như vậy, mọi người để ý này, lưu ý nhớ là 6 năm là hút chân vịt là nâu chậm này. Nhiều hộp mình reset xong như hộp vuông ấy, reset xong là nó sẽ bị thời gian nhưng chân vịt nó sẽ bị thấp nhất là cái nó hạ luôn này. Mọi người không biết là về 6 năm này, công tắc an toàn là 70 năm này, sai nếu mà reset lại là sẽ hay bị ở hai cái đấy, là mọi người để ý này. Ok này, chào mọi người nha.